người đã chơi lại với mình. Không ai khác đó là Hoàng Tú. Hôm nay chú sẽ trở lại với anh em với một con da dét của anh Phú Hứng Mưa. Thì sau như bao lâu nay thì từ lúc anh Phú mua cái con da dét này tới bây giờ, anh Sang biết không, em thấy anh dọn cái kiểu này là nó chững chạc nhất rồi đó anh Sang. Không có trẻ trâu như kỳ là... Thôi, nói vậy rồi mấy xe sau ổng đâu cho mượn. Nói chung là ổng dọn lần này nhìn đẹp hơn mấy lần kia. Đó là như vậy. Thì hôm nay để anh làm cái gì mà nhìn nó trưởng thành thì hôm nay tôi sẽ review cho anh em xem. Thì đầu tiên nhìn vô anh em cũng thấy á, là cái con xe này đã thay mâm rồi anh Sang. Thay vì lúc trước thì là đi một lần là mình quay mâm zin, một lần mình quay... Ê, cái lúc mà anh quay mâm K7, anh gắn mâm K7 màu đỏ thì mình không quay. Thì nhìn cái mâm ba đao này vô thì nó rất là cứng xe anh Sang. Anh thấy không? Thì cái mâm ba đao này, cái size của nó là một... một 6, 1, 8 hay gì đó anh Sang. Thì hôm nay review em sẽ không cận cảnh cho máy, trình em lên rồi. Cái lá trên yên em còn thổi nó bay được, huống gì mấy cái thác em khỏi không được anh Sang. Làm liền đi tốt. Thì xe này bây giờ nè, thấy chưa mọi người, thấy chưa em có thể điều khiển được màn hình. Em chưa xuống. Rõ ràng con sao anh. Người đang có liêm sĩ mà. Anh cũng vậy. Vui quá. Má vui thiệt. Em ngồi xuống kẹt rồi. Anh đừng giục máy quay à. Thì để lạ hơn một chút xíu thì em cũng sẽ không review bánh trước nữa. Em review bánh sau. Nó cũng vậy thôi. Thì bánh sau là mâm ba đầu. Mà để coi cái mâm này của hãng nào nha anh Sang. Nhạc đã mở. Cái mâm... mâm này nó... Racing Boy. Cái mâm này là mâm ba đao của Racing Boy. Thì em thấy cái theo như Phú nói em, Racing Boy nó hơi bị đỉnh. Tại vì hồi xưa là đã có mâm ba đao rồi anh Sang. Lúc mà cái thời quay rim á là em nhớ là có chiếc gắn rồi đó. Khoan anh Sang. Che lại đi. Che mũi lại. Đó, phải che lại mọi người, che khoan rồi. Dạ. Không, vẫn con ngủ. Ôi. Thì cây của nó chắc chắn là cái độ cứng của nó thì khỏi che rồi. Chặt phá lửa luôn hả? Đúng, nên không có sợ bị cong mâm hoặc là nứt mâm hoặc là gãy mâm. Mình không có ngán cổ gà nào hết đó. Đặc biệt nè. Hiện tại bây giờ mà ba cái vụ mà cong mâm nứt mâm đồ là anh biết trên mâm gì nhiều nhất không? Mầm K7 thì thấy chưa bị, nhưng mà có mấy cái mà ít mod rồi nè. Ít mod với mấy cái mầm nó tựa như mầm K7 mà nó có 1 triệu mấy 2 triệu á. Tức là nó phách. Ờ đúng rồi, nó phách đời cuối á. Hiện tại trên Facebook em thấy nhiều lắm. Ý là em thấy là nếu mà đi cái mầm zin hoặc cái bánh căm zin thì ngon hơn. Đúng. Ý em là vậy á. Zin ngon lắm. Thà mình tốn một chút xíu tiền nhưng mà mình bảo quản được thân thể của mình, mà đừng có tiếc tiền dữ quá. Tiếc cái nào đáng tiếc thì tiếc. Đúng không? Đúng không? Thì nó là như vậy. Thì cái chuyện đó của người ta không thèm nói làm gì, đúng không? Đúng rồi. Không mà nó vẫn như vậy sao? Cái mâm này cũng đâu bao nhiêu tiền đâu mà nó cứng nè. Nó liền xe. Tới cái vỏ anh Sang, đó là giả đun lớp T900. Sai vỏ sau là 80-80, vậy là sai vỏ trước là 70-80. Hay thật chứ. Chuyên nghiệp. Rồi tới cái phần ở đây cũng sẵn qua đây luôn thì... Tới anh Phú, ảnh làm một cái bụng. Cái bụng này cũng cỡ cái bụng của ảnh đó anh Sang. Bụng bô. Đúng rồi. Ừ. Bụng này là bụng R9. Và lon vẫn là lon R9. Thì cái clip này
em sẽ chạy đoạn này qua tới đây, anh Sang sẽ đứng ngay quay rằng cho anh em nghe cái tiếng bô nó vang cỡ nào chứ không phải là em test xe. Em trải nghiệm thử là em chạy trên đường là anh em nghe tiếng bô nó sướng cỡ nào nha. Bô này cực kỳ sướng, nghe chắc lắm, đã lắm. Bèn 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 bèn. Đúng rồi. Mà đặc biệt mình cái ga cao á anh Sang, mình thòng da đó như là hả ăn dao muống mà bị Tào Tháo thăm á anh Sang. Mà nó thực tế anh Sang. Má điều lắm kìa, nghe tiếng có chiếc xe nào chạy. Em chưa trả lời được câu đó, qua nay hỏi hoài mà không biết chiếc xe nào mà. Thì xe này chỉ có thay thế những cái phần mà đáng chú ý trên xe, nhìn vô là người ta sẽ biết là nó là một cái style mới. Đó là chỉ một cặp bánh với một cây bô. Đó, là như vậy. Thì cũng để em giới thiệu lại luôn cho anh em xem là xe này nó còn cái đồ gì nha. Ok. Cũng như nè, một cái mà ấy nữa là một cái cặp xi nhan. Cặp xi nhan này anh Phú đã thay là một cái cặp xi nhan nó màu xám mờ. Nên là nhìn vô nguyên cái con xe nó sẽ ngầu 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 hơn thời kỳ một chút xíu, đúng không? Nó ác thiệt đó tôi. Thêm một cái mão nè. Nó giống như màu cũ. Đó, nó vậy á. Mà đặc biệt xe này buổi tối á anh Sang, thì đi nó có lại một cái cặp cùm Light Master. Là nó bị được sáng anh Sang. Nó sẽ có màu. À anh thấy rồi. Thấy chưa? Nó hay là phần chỗ đó. Mà đặc biệt thì xe này không thay đổi gì nhiều ngoài cặp bánh với cây bô. Chủ yếu em muốn giới thiệu cho anh em một cái bản da dép độ như này. Em thấy nhìn rất là cứng. Người đúng rồi, người lớn đi được mà mình đi vẫn được nữa anh Sang. Có nhiều người lớn mà đi này thì người ta nói hơi có giật gân chút xíu thôi. Đúng rồi. Mà đặc biệt cái máy thì lần này nó sẽ lanh hơn cái máy lần trước. Không, nó nhờ full món đồ ăn chơi. Đúng rồi, full. Đúng rồi, ba món ăn chơi là MSD, bình xăng con, bô, mô bin sườn, rồi IC. Đó là những món ăn chơi cần thiết ở trên cái... À, thêm một cái nữa. Để em coi xe này đã thay chưa nha anh Sa. Em kiếm cái lưỡi gà phải không? Đúng rồi. Lưỡi gà với phọc bông. Độ chuyên nghiệp các em nó lên rồi đó anh Sang. Thì gắn những cái món nó vô thì để bây giờ em sẽ làm liền cho em coi là cái xe nó sẽ như thế nào nha. Ok. Đây. Đây là cái tiết kiến ga anti mà trên cái bô R9 này là anh Sang. Nghe nó tăng 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 tăng, nghe cái tiếng của nó trong trong á, sướng lắm. Nhưng mà đặc biệt á, anh em mà chạy cái bô bụng này á, nó sẽ khác với cái cách chạy của cái bô diêm. Anh biết tại sao không? Tại vì cái bụng bô của cái cây bô R9 này nó sẽ to hơn là cái bụng của bô diêm. Nên nó trừ khi nào chiếc xe này nó hai thì là nó như thế này nè, hai thì là trừ khi nào mà cái bô nó đầy nó mới phát được cái lực máy của nó đúng. Còn mà hả anh chạy như cái kiểu mà cái kiểu mà xe bình thường á, như là xe đó thì không biết chạy, đó là rất là bình thường, xe đó bình thường lắm mạt mà có gì đâu mà đáng dòm bằng cái cách mình chạy hai thì này. Đâu bao giờ người ta biết là nạp hai thì này sao anh nạp chừng nào á mà nó đầy cái bụng bô nó mới phát được cái lực máy. Còn mà anh chạy như mấy kiểu mà chiếc Accenter hay là chiếc quay game rồi á, anh vô số cái anh dặn vậy nè là nó cứ ầm đứng một chỗ vậy đó, nó không có đi nổi, đầy bụng nó mới chạy được. Cũng như bây giờ em sẽ chứng minh một cái luôn, tất cả các loại xe không phải hai thì mình vô bô xăng lửa thì ống ga chúng ta sẽ nạt một cái là có liền. Còn mà hai thì cho anh vô cỡ nào á, anh nạt á nó đâu có được kêu liền đâu, không nè. Đó nè, anh nghe cái tiếng ọc mà, thấy không? Anh chỉ ngâm một chút xíu thôi là nó đầy cái bụng, anh nẹt được thoải mái luôn á. Đây. Thấy không? Đúng rồi. Còn mà nẹt nhanh vậy thì nó không có liền.
mà cái guarantee mà khi mình chạy mình thòng ra nó sẽ kêu như thế này nè. Nó chạy được 3 thứ tiếng anh Sang. Đúng rồi. Thì bây giờ để coi nó chạy như thế nào, em sẽ làm thử một đoạn chạy ngang qua đây coi là cái tiếng nó như thế nào nha. Đặc biệt khuyến cáo với anh em là cái khúc này không phải là test xe, test tiếng bô cho anh em nghe. Bây giờ em sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng bô khi chạy nó ra sao nha. Đó. Sẽ như thế này, nó sẽ rất là êm, thả ga bóp con lại và nó êm du luôn anh Sang ơi. Nhiều khi em nói thiệt luôn, nếu mà bước lên con xe 2 thì á mà không kéo rồi nó hơi phí luôn, em nói thiệt. Không có kèm được cái sự ham muốn. Cái này không phải là em thể hiện hay gì nọ, nhưng mà thật sự á, lên cái con xe 2 thì á mọi người, thì cái cảm giác kéo mà nghe tiếng bô nó sướng lắm. Em nói thiệt, mọi người mà có nói đánh giá về em thì em chịu, chứ mặc dù thì nó sướng thiệt, chứ không phải là em thể hiện hay là em đua bơi hay gì là không có. Em chỉ muốn gửi gắm đến là cái cảm giác của em khi chạy hai thì nó như thế nào, rồi nó sướng hoàn toàn, nó khác với bốn thì nhiều lắm, nó tuyệt vời. Thì cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Nếu mà hả có thấy cái clip này hay thì để lại cho mình một like, một share, một lượt đăng ký, giúp mình với anh Sang có thêm nhiều cái động lực để làm nhiều clip hay hơn cho anh em xem. Chào và hẹn gặp lại mọi người.